Ơi, chợ Sa Đéc nha, góc chợ Sa Đéc các bạn ơi, ban đêm bán đồ ăn vặt rồi đó. Cái hướng này là về Bắc Dòng Cống nè, chợ Sa Đéc nha. Góc bên đây là vô đường trái cây nè, chợ trái cây nha các bạn. Chợ trái cây nha, chợ Sa Đéc nha. Bon bon nha, chợ Sa Đéc nha các bạn. Bon bon. Chợ Sa Đéc nha các bạn. Chợ ban đêm. Đi lấy khúc này cho. Sa Đéc ban đêm nha. Sa Đéc bán hoa, chợ rầm bán hoa. Bên kia là bò đốt, bò lá lốt. Ui. À, Kindo nha các bạn. Bánh Kindo. Chợ Sa Đéc nha, cái này bò nướng lá lốt nè nha, bốc khói. Kia bán trái cây, cái này là bán bánh trung thu nha các bạn. Đây bán bánh trung thu. Chợ Sa Đéc nha các bạn. Hôm nay mình cầm cái tay mình quay luôn. Đó, góc chợ Sa Đéc. Rồi chợ đêm bữa không cây dung bồ luôn, chạy một tay quay luôn. Đây, trái cây nha. Chợ trái cây Sa Đéc luôn, quay ban đêm luôn. Sa Đéc ban đêm, ủi lửa luôn, cà na luôn, cà na luôn, cà na sống luôn, mít luôn, cà na sống mít, ủi, ủi, mít. Đây, mít đây. Ổi đây, mít đây, ổi luôn. Quay đi rút trong luôn nha. Mình vô mình mua mấy trái bưởi luôn, theo chân mình nha. Quay ban đêm luôn. Chợ đêm Sa Đéc nha các bạn. Bữa nay quên em cây chống rung rồi, coi đỡ đi. Bít đây, gửi đi. Chợ Sa Đéc nha, sầu riêng đây. Sầu riêng đi sáu nha. Sầu riêng đi sáu nhiêu ký vậy? 65. 65.000. Bưởi đây. Bưởi này bưởi gì ạ? Cái gì?
Bữa đó bữa da xanh hay bữa gì vậy? Nhiêu ký mà rẻ vậy? 40 cũng được. Bốn chục được không? Bốn chục được rồi. Bốn chín được không? Được không? Bốn chục mua bốn trái. Bốn chín tăng bốn trái luôn á. Cái gì? Nó chạy chứ bớt đi 45 không được hả? 45 được rồi. Bán bún trái lựa trái nào ngon á, bán cho bún trái đi. Bán cho bún trái đi. Ai mà biết lựa đâu, mình lựa giùm. Ừ thì cái lựa nào ngon ai biết. Không có mua thiệt mà, mua thiệt mà. Cái nào ngon á bún trái. Nhờ nhiêu tiền gửi đi hồi cho lấy. Chứ giác này nặng quá, chở gạo nữa nè, thấy không? Chở gạo nó xề bên nè, thấy không? Mà quay nè, quay một tay luôn. Cái nào mà ngon á, mà đẹp cỡ như cô vậy đó nha. Chịu không? Đẹp hơn hả? Cái này là bảo đảm không có... phải không? Bưởi đây, bưởi da xanh đây. Bưởi đây. Cái trái bự dữ à? Lấy cái này tròn tròn á, lấy chứ. Bưởi này bộ bưởi tơi sao mà bự dữ vậy ta? À, để đây lần nữa ấy trồng. Bưởi đây. Này quay chợ đêm nha các bạn. Quay chợ đêm cho coi à. Mình có mưa cho mình quay thoải mái. Mình không mua quay hầu mất công. Lựa cho đúng nha. Chỉ là đó, bữa giờ xanh nha các bạn. Cân rồi bao nhiêu ký rồi hả, bỏ vô. Đây, chợ đêm nha các bạn. Chợ đêm này chợ rằm. Cái này bán nguyên ngày luôn hả? Cái này là trái táo quá vậy? Nhiêu ký hả? 20.000 một ký táo nha, để mình zoom gần lại cho các bạn coi nha. Táo này bảo đảm ăn là ngon nha, có thêm muối ớt nữa nha. 20.000 ký hả? Nhiều ký đây. Nhiều ký cô, có chừng cả đụng. 8,6 lần hả? Nhiêu tiền? 387. Gửi. Rồi thôi kết thúc nha. 387.000 nhiều bưởi đó nha. Rồi kết thúc nha. 387.000 bưởi.